Xin kính chào toàn thể anh em nhá. Em xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày mới em xin chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhá. Mọi người ơi, hôm nay em lại tiếp tục có về thêm được một vài em lửa đuôi dài và đuôi ngắn. Hôm nay em thì lại có về thêm được một em lửa mái đuôi hơn 13 đây mọi người. Đây con này mái hơn 13. Thì chút nữa em sẽ bắt ra rồi em sẽ đo rồi báo giá cho mọi người được biết nhá. Đây, hôm nay em về được cũng được một em lửa mái đuôi 13 đây. Đó. Rất đẹp. Và có một vài em lửa lửa trống đuôi dài đây nha mọi người. Đó, đây đuôi dài đây mọi người. Đấy, thấy không? Đuôi cong tôm chưa mọi người? Rất đẹp nhá. Đây. Rồi, tiếp tục đây nữa này. Đó. Hai em này, đây nữa này, ba em này. Đấy. Đây một em nữa là bốn em này. Đó. Đó lửa trống đuôi dài mọi người nhá. Đó. Và hôm nay em có về thêm được hai em lửa mái đuôi ngắn đây mọi người. Đây mọi người, lửa mái đuôi ngắn đây. Đấy mọi người thấy không? Đấy. Đó nhá, chim rất khỏe mạnh, nhảy nhót ok này, bám bấu ok này, đó. Chim không tật lỗi mọi người nhá. Lửa mái thì những cái loại này nó tầm 12 đổ lại thì cứ tầm 12 đổ lại là em sẽ bán cho mọi người là 150 một em mọi người nhá. Có hai em đây mọi người. Đó, hai em này, đấy, xương tạch chưa? Đuôi cũng có cong cong tôm tôm mọi người. Đó. Hai em lửa mái nhá. Rồi ok, và có một thêm em lửa đuôi ngắn đây nữa mọi người ơi. Đây, đấy con này. Đây mọi người thấy không? Đuôi cũng khá tôm tôm đấy, cong đẹp đấy. Một em lửa trống đuôi ngắn này. Đuôi cong chưa mọi người? Tôm cong chưa? Đó, đuôi rất đẹp và đuôi ngắn nha. Con này em nghĩ nó đuôi tầm 14 15 đó. Nhưng mà con này khá là cong đẹp và con này nó rất là dạn luôn. Con này thì về được 1-2 hôm mà em quên mất không quay. Thì con này ăn uống khỏe mạnh rồi, con này thì rất ok, đẹp lắm. Thì bây giờ em sẽ bắt nó ra rồi em cho mọi người cùng xem bóng bộ và bản đuôi của nó nha. Chứ còn nhiều khi để trong này quay tối mọi người không nhìn thấy. Chứ có nhiều người bữa trước vào bình luận bảo chim mà cứ bắt ra như vậy thì hỏng hết chim, hư hết chim. Nhưng mà không bắt ra thì làm sao mà mọi người biết được con chim nó có lỗi hoặc là có như thế nào. Nhiều khi cứ quay trong cái học này nó tối om om rồi đến lúc này về nhận chim thì chim nó chày đầu xước mỏ rồi lông đuôi xấu te tua ra thì mọi người lại trách rồi là kiểu gì mọi người thấy cũng nói được. Cho nên là em cứ phải bắt ra cho mọi người cùng xem con chim nó phải có nó như thế nào chứ còn cứ quay trong cái học này nhiều khi có mấy cái học mà nó đen tối đen thui mọi người chỉ nhìn thấy nó nhảy nhảy bên trong chứ đâu có biết con chim nhìn thấy bóng bộ hình dáng của nó như thế nào đâu. Bắt con chim này ra thì cũng là bình thường thôi, còn nuôi cơ bản là do mình nuôi thôi chứ đâu phải là cứ bắt nhiều con chim nó hỏng đâu mà. Đó mọi người nhá, lửa này thì nó rất là nhanh dạn và tương đối dạn thôi. Đấy, chứ không như những con trèo màu hay là những con kia thì mình không nên bắt nhiều thôi, chứ còn lửa này thì bình thường mà mọi người. Đó, em thì chuyên sờ là lửa bắt người ta nuôi từ bé nuôi lên người ta khiển luôn, như càng sờ nó càng nhiều thì nó càng dạn thôi, chứ mình còn không sờ nó thì nó càng nhát thôi. Đó mọi người nhá. Rồi bây giờ em sẽ bắt cái con lửa này ra cho mọi người cùng xem. Rồi đây ok mọi người đây. Đấy em mới bắt ra đây. Đây mọi người thì nhìn thấy không? Chim rất là bé nha mọi người. Nè. Đó. Đầu xà cổ thắt lại này. Cổ dài lên mỏ mỏng này. Mỏ mỏng đẹp này. Đó. Bản đuôi cong tôm chưa mọi người? Đó. Đuôi bản đuôi rất là bé đẹp. Con này cũng như cái con hôm qua em bán á. Đó. Bản đuôi này mà các bác hoặc anh em mua cái lồng 64 nan thôi về là để là quá ok rồi. Nó nhỏ nhỏ bé bé ngắn ngắn này mình thích hợp mình nuôi cái lồng nhỏ vừa vừa thôi là quá đẹp rồi. Đây bản đuôi rất đều và cong tôm nhé mọi người. Đó đẹp chưa? Đấy rất là bé nhỏ nhá, móng mỏ tay chân của em nó thì đây mọi người. Đó chân hồng móng trắng nhá mọi người nhá. Đây bám bấu ok này mọi người. Đó bám bấu ok nhá. Đấy. Đây. Em quay cho mọi người cùng xem cái bóng bộ của con chim như nhiều khi cứ quay trong nó nhảy nhảy bên trong cái lồng cũng khó lắm mọi người ạ. Đó. Đây mọi người. Đuôi đây. Đó. Rất cong cong nhá. Cong cong gọng vó luôn. Giống như cái càng vó luôn. Đấy. Chim rất bé và đẹp. Đây để em đo cho mọi người cùng xem con này nhá. Nhiều khi mà cứ để mãi trong cái là học hoặc trong cái lồng nhiều lúc nó tối mọi người đâu có nhìn thấy được đâu. Đến lúc về nhận chim ra thì con chim nhiều khi nó về nó chày cái đầu cái mỏ ra
đâu có biết được con chim nào nó xấu nó đẹp đâu mọi người. Đây nhá, mình đo từ đây mọi người nhá. Đấy, mình bấm mình giữ từ đây nhá. Đây con này 15, à 14, 14, 8. Đuôi 14, 8, cả hai bản đuôi 14, 8 mọi người ơi. 14, 8 mọi người nhá, gần lên 15. Đó, gần lên 15. Đó, bản đuôi này gần 15 luôn. Đó, con này thì quá đẹp luôn. Đó, đây, mọi người để em xem nó phải là chim già hay chim ấy nhá. Con này thì cánh màu đen rồi, không phải là cánh kèn nữa rồi. Con này chắc thuộc dạng cũng là chim già rồi đấy. Đấy, con này thì chắc cũng nhiều rọng rừng rồi. Đấy, chim bộ rất nhỏ nha mọi người. Đấy, đầu xà của thắt chim rất là bé này. Đó. Bản đuôi thì cong này. Đuôi rất cong cong mọi người nhá. Con này rất đẹp luôn đấy. Con này thích hợp cho các bác hoặc anh em mua cái lồng 64 nan về là để là vừa là quá đẹp luôn. Tại vì đuôi của nó tầm có 14 15 thôi là nó đẹp mọi người. Đấy, chim bộ rất là nhỏ đẹp này. Này. Đó, thấy không? Cong đẹp nhá. Rồi, con này em cũng để đầu tiên là cũng giá 250 nhá mọi người, giống như những con hôm bữa nhá. Đuôi rất là đẹp luôn đấy, các bác hoặc anh em nào nhanh tay chốt ngay được em này về chơi này. Quá đẹp này. Đấy. Đấy. Con này thì đuôi rất là cong luôn. Đây mọi người. Đấy, thấy không? Rồi, một em đầu tiên nhá. Em đầu tiên này là rồi, em cứ đánh từ mã số 1 nha mọi người nha, mã số 1. Em đầu tiên này là 250, đuôi 148. Ok, 250, 148 nha. Rồi, bắt đầu quay tiếp những con khác mọi người nha. Rồi, ok mọi người ơi. Thì bây giờ em sẽ bắt con lửa mái này ra nhá. Cái con lửa đuôi ngắn đấy thì đầu tiên là em đánh mã số 1, còn lửa mái này không phải đánh mã số nhá. Xong rồi còn bắt đầu từ những con lửa trống trở đi là sẽ là mã số 2 này, số 3 này, số 4 và mã số 5 nhá. Đấy, hôm nay em sẽ lên cho 5 con lửa trống cho mọi người. Và một em lửa mái đuôi dài và hai em lửa mái đuôi ngắn mọi người. Rồi bây giờ bắt đầu em bắt con lửa mái đuôi 13 này ra cho mình cùng xem nhé. Ok đây nhá mọi người. Đây, một em lửa mái nhá. Con này thì ngực nó rất là đen đen mọi người ơi. Ngực nó không có vàng vàng trắng trắng như những con kia. Đó. Ngực nó đen gần như con trống á mọi người. Đây, ngực nó đen này. Đó, nó màu gần đen đen. Nó mà đen đen tí nữa là giống như con trống luôn mọi người nhá. Đó. Rồi em có điện thoại, chắc em phải nghe điện thoại chúc mọi người nhá. Rồi đây mọi người nhá. Đó. Một em lửa này. Đen xì cổ này. Đấy. Đầu cũng đen này. Đấy, ở cổ rất là đen nhá. Nhiều con mái là nó vàng vàng như con này, người nó đen này. Đấy, cổ nó đen đen như tưởng giống con trống nhưng không phải trống nhá. Rồi, cổ mắt rất đỏ. Đấy, như nhiều chỗ, nhiều kênh khác họ bảo đây đột biến, nhiều con đột biến ấy, bán giá cao hơn ấy. Em không có bán giá cao hơn mọi người. Con nào như hết như vậy thôi, chứ chả có bán. Đây, đó. Cái cổ nó, cái lông cổ chỗ ức này, đấy, là nó đen, giống như con trống. Còn con mái nhiều cái lông cổ nó vào vàng bạc bạc hơn, nhưng con này nó đen này. Đấy. Này, có bụng trắng, rất trắng nha mọi người. Đó đây, con này đây. Mái đuôi 13, hơn 13 nhá mọi người. Đây em đo cho mọi người cùng xem nhé, con này. Mái hơn 13 luôn. Em quay sát để em đo cho mọi người đây nhá, đo từ đây mọi người nhá. Chứ không phải đo từ trên đâu nhá. Đó. Từ đây này. Đấy, mình bấm giữ lên này. Đây mọi người. Đó, đuôi 13 hơn này. 13 13 này mọi người nhá. 13 3 này. Đấy, thấy không? Nó đuôi nó dài hơn này, 13 3 nhá. Đấy. Con này hơn 13 này. Đấy, mái này, cổ đen xì luôn. Đó, chỗ khác họ bảo đột biến đấy, họ bán giá mấy trăm ấy. Cuồng mắt của em nó còn đỏ ấy mọi người. Đấy, thấy không? Đây. Cuồng mắt bên này đỏ này. Đấy. Con này là chim mép lên nhá. Chim mép lên mọi người. Đấy. Móng đây, móng mỏ đây mọi người. Đó. Đẹp nhá. Đây. À đây, cái con này có một cái móng ở bên này này.
cái móng bên này nó bị choáng ra như thế này mọi người. Cái móng biên này này, đấy mọi người thấy không? Nó bị choáng ra như thế này nhá. Đấy. Nó bị choáng ra như thế này. Đó, nhưng mà vẫn bám bấu ok mọi người nhá. Không ảnh hưởng. Đây mọi người, nó choáng cái móng này ra một chỗ này. Nhưng mà nó vẫn bám bấu được mọi người nhá. Đây bám bấu đây mọi người. Đấy, nó choáng ra này. Đấy. Thì cái móng đấy nó bị như vậy. Nhưng con này đuôi hơn 13 nhá mọi người. 133 này. Thì con này em sẽ để giá 600 mọi người ơi. Hơn 13 em mà để ra 600 bình thường mọi ngày em bán 700 mọi người. Con này em để ra 600 mọi người nhá. 600 con này. Con mái 133 nhá. Đó. Rồi, em thả vào đây nhá. Đó. Rồi tiếp tục đến là em lửa trống mã số 2 mọi người nhá. Lúc nãy là một con em lửa trống đuôi ngắn mã số 1 rồi, giờ con này là mã số 2 mọi người nhá. Rồi ok mọi người ơi, đây là một em lửa trống mã số 2. Đây bản đuôi em nó đây mọi người. Cong chưa mọi người? Bản đuôi rất tôm nha mọi người nhá. À. Đấy. Tôm đẹp chưa? Đây. Đó. Khá tôm nha mọi người này. Đó. Mở lên cho mọi người thấy này, nó rất là cong tôm này. Đó. Móng mỏ tay chân em nó đây. Đây mọi người. Đó. Đây mọi người nhá. Móng mỏ và bám bấu ok mọi người nhá, móng mỏ đầy đủ này. Đấy. Đầy đủ móng mỏ nhá. Đó. Con này thì khá là đẹp đấy mọi người ạ. Này rất đẹp luôn. Đấy. Đây con này đây mọi người, rất là đẹp luôn. Con này chắc chim cũng già này, họng đen rồi. Họng đen xì luôn rồi mọi người. Đấy. Con này chắc nhiều giọng rừng này, chơi chắc hay lắm đây mọi người. Con này nhiều giọng rừng chơi chắc hay lắm. Đấy, con này bản đuôi khá đẹp luôn mọi người. Này. Rồi, con này đuôi tôm chưa? về nó tắm một vài hôm nữa là cái đuôi này nó thẳng ra nhé, không có xoăn xoăn quăn quăn như này. Đây là nó bị dấp vào nước mọi người nhé. Đó, dấp vào nước nó khô mới khô thì nó xoăn xoăn này nha mọi người. Về nuôi vài bữa nó thẳng cái đuôi ra là nhìn nó rất là đẹp. Đó, con này nhá, rất đẹp luôn mọi người ơi. Con này đuôi khá cong, rất tôm, họng đen xì luôn mọi người ơi. Con này chắc giọng rừng nhiều lắm đây, trời chắc hay đấy. Đó. Đầu xà mỏ mỏng mọi người nhá, đầu xà mỏ mỏng này. Đây mọi người. Chim khá đẹp này. Đấy. Mọi người thấy không? Phải nói bản đuôi cong rất tôm. Đó, cong chưa? Rồi em đo nhá. Đo con này. Mình là mình đo cứ phải cứ mà lông đuôi mọc đến đâu lo đến đấy thôi mọi người. Cứ đo gì trên bình dầu này. Trên bình dầu này nó có lông đuôi nó có mọc đâu mà đo từ trên bình dầu này mọi người. Để em đo từ trên bình dầu thử mọi người. Đo từ trên bình dầu thì đuôi nó lên đến 19. Nhưng không, mình đo từ đây mọi người nhá. Em đo từ đây này. Mọi người thấy không? Đó, bình dầu nó nằm ở trên nữa mà, cả một khúc. Đây mọi người. 18 183 mọi người nhá. Hai đuôi đều là 183 hết này. Đó. 183 184 đi. Đó. Đó, đuôi đẹp chưa? Khá đẹp nhá. Con này đuôi cong tôm quá mọi người, con này đẹp quá. Con này đuôi khá tôm. Con này em để giá cho mọi người 450 mọi người. Con này tại vì con này đuôi nó tôm quá, nó cong quá mọi người. Nó rất tôm. Đó, thì đuôi đẹp như này thì em bán giá cao hơn một chút mọi người nhá. Đó, mà chim bộ sẻ nhỏ mà con này chim họng đen là già rừng, có nhiều giọng rừng. Đấy, đầu xà cổ thắt. Chim rất bé này, đuôi cong chưa. Đó, con này 450 mọi người. Đấy, em thả vào đây cho mọi người xem này. Đó. Đấy, đuôi nó cong chưa mọi người, thấy nó nhảy nó đứng cầu là nó lên là nhìn cái bản đuôi nó rất là đẹp luôn. Đấy, 450 con lửa mã số 2 nhá. Rồi tiếp đến em lửa mã số 3 đây mọi người. Đấy. Xem nào. Đó. Rất đẹp. Đây. Đấy, đuôi còng như nó đứng lên cầu đậu là mọi người thấy nó rất là đẹp. Rồi, mã số 3 tiếp tục đến mã số 3 đây mọi người.